Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, con cũng xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chúc quý ông bà cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống ạ. Dạ, đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an, đặc biệt là có một ngày mới tràn đầy năng lượng nha cả nhà. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà hai anh em của Lê Trung chia sẻ với cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, những cái căn nhà quan có vong linh trú ngụ và những cái căn nhà quan có nhiều điều bí ẩn, cũng như là những cái khu vực đang chứa ẩn nhiều điều bí mật, thì ngày hôm nay hai anh em của Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại đây, quay trở lại cái cánh rừng mà bữa trước hai anh em có đến một lần rồi cả nhà. Thì hai anh em đến đây thì cũng qua một cái lời kể của một số bà con ở khu vực này. Thì ở trong cái khu rừng này, nó hiện tại giờ hai anh em đã biết được ở trong đây hiện tại giờ đang chứa đựng một cái bí ẩn, một cái bí mật khá là rùng rợn cả nhà. Ở trong đây hiện tại giờ đang có một cái con quỷ đang trú ẩn ở trong đây. Và ngày hôm đó thì hai anh em đến đây thì cũng đã vào ở trong cái khu rừng đó để tìm hiểu. Thì cũng đã bị con quỷ nó đánh hai lần ha. Dạ. Như hai lần hay ba lần vậy đó. Hai lần. Nó cũng bị đánh hai lần hoặc ba lần vậy đó cả nhà, mà lại chung nhớ không rõ. Thì nói chung á là đánh kiểu như là cái lực có phép thuật, có linh lực nhưng mà kiểu hơi yếu cả nhà. Đánh thì hai anh em cũng không xi nhê, chỉ là kiểu như dạng là chuyện quên lén mình đã không lén, được, đã không được thôi. Đó. Thì sau một hồi sử dụng một vài cái phép thuật thì nó cũng đã phá được. Thì hôm bữa đó Lê Trung có sử dụng cái trận đồ bắt quái để mà Lê Trung định phong ấn cái khu rừng lại, nhưng mà nó đã biết cái trận đồ đó và nó phá được cái trận đồ đó cả nhà. Thì ngày hôm nay thì trước khi đến đây thì Lê Trung cũng đã gia hộ lại cho hai anh em. Thì ngày hôm nay đến đây thì cũng sẽ là quyết tâm đến đây để mà thứ nhất là để đến đây để khuyên răng cái con quỷ nó đang trú ngủ trong đây. Nếu được thì mình sẽ độ quá cho nó, còn nếu không được thì Lê Trung sẽ bắt về nhốt lại một thời gian đó, rồi cho nghe kinh, nghe Phật đó, rồi cho mình trì chú vào đó, để cho nó bớt đi cái ma tính đó, rồi sau đó hai anh em sẽ thả ra và sẽ độ quá sau đó. Thì làm như vậy thì nó đỡ tổn hại tới sức khỏe của hai anh em hơn cả nhà. Cái vấn đề là hai anh em dạo này cũng cái sức khỏe thì nó cũng chưa có bình phục hẳn, cho nên là bắt buộc là phải làm như vậy thôi, chứ nhân nhượng quá thì sức khỏe của hai anh em chịu không nổi. Thì bị quánh quá trời quánh thì sức đâu mà mấy lần trước gặp toàn là quỷ mặt xanh gì quỷ dữ không, thì đâu có sức đâu mà để chịu tới không nghe. Tại vì nói chung á là hai anh em làm thì cũng không có muốn lợi dụng một pháp thuật quá đâu cả nhà, nhưng mà do sức khỏe chịu hết nổi rồi, cho nên là bắt buộc hai anh em cũng phải là sử dụng pháp thuật nhiều xíu để bảo vệ bản thân, chứ để bị đánh nhiều quá thì hai anh em không còn sức để mà chịu đựng. Nó cũng như bữa đó em Đạt cũng bị đánh hai ba ngày là vì liên tục đó cả nhà, rồi cũng đã nhập viện luôn đó. Cho nên là bây giờ trước khi thời cơ đến để mà Lê Trung truyền pháp thuật cho em Đạt thì mình sẽ làm như vậy đi, mình sẽ tới, nếu mà khuyên ra không được thì phải dùng pháp thuật để bắt về nó, rồi mình độ quá sau, rồi đợi thời cơ chín mùi thì Lê Trung sẽ truyền cho em Đạt một ít pháp thuật để em có thể phòng thân cho nó an toàn hơn cả nhà. Còn bây giờ thì chưa tới thời cơ cho nên là chưa có làm gì được hết cả nhà. Thì cũng có rất là nhiều quý ông bà của chú anh chị kêu Lê Trung là truyền pháp thuật cho em Đạt, nhưng mà chưa có tới thời cơ cho nên là Lê Trung không có dám truyền được cả nhà. Tại vì sư phụ có dặn là phải đợi thời cơ chín mùi mới truyền cho em Đạt được. Đó. Rồi thì để không mất nhiều thời gian của cả nhà, thì bây giờ hai anh em của Lê Trung cũng xin phép cả nhà mình mời cả nhà cùng đi theo hai anh em để chúng ta sẽ tiến vào trong cái cánh rừng để tìm cái con quỷ dữ này, để chúng ta sẽ cùng nhau thu phục và độ quá nó nha cả nhà. Dạ rồi, thì bây giờ hai anh em của Lê Trung đã tiến vào được tới sát cái mé rừng rồi cả nhà.
Thì bây giờ đang trên cái con đường vào, hy vọng rằng là hôm nay hai anh em sẽ độ hóa được cái con quỷ này. Thứ nhất là mình để cho bà con ở đây an tâm hơn, thứ hai nữa là giúp được một vong linh, thì một vong linh, một con quỷ hồi hướng thì cũng rất là vui cả nha. Cẩn thận nha Đạt, cái con quỷ này nó cũng không có hiền đâu. Hôm bữa là anh em mới vừa tiến vào thì đã nghe rất là nhiều tiếng động rất dữ cả nha. Mình sắp tới bìa rừng rồi nè. Đó, bây giờ là hai anh em đã tiến sát tới cánh rừng rồi đó cả nhà. Cái cánh rừng này thì nó cũng rộng lắm đó nha. Mà có con quỷ này ở trong đây nó bá đạo, nó chiếm giữ cánh rừng này luôn. Bữa nay làm như mình không nghe tiếng động dữ hả Đạt ha? Chuyện đi chơi đó anh ơi. Mày đâu vô đây nữa? Nghe gì không ạ? Anh mới nghe nó nói gì. Hôm qua tao quánh không sợ hả? Ông đang ở đâu vậy? Bây giờ bữa nay tôi đến đây là tôi sẽ giải quyết cái việc mà hôm qua ông đánh tôi nè. Hàng bay đi ra ngoài đi. Ông ở đâu? Ông ra đây đi. Chứ chơi máy anh Dung. Chứ chơi gì mà ông đánh lén không vậy? Sao hay ho gì đâu? Ngu gì tao ra. Bây giờ nếu mà ông không ra là ông sợ tôi, ông không ra chứ ông giỏi không bước ra đây. Chơi quấn lén không ai chơi lại. Mày bước vô tao sẽ bắn mày bầm dập. Trời, nay hù nữa hả? Tôi cho ông biết là bữa nay tôi lại đây là nếu mà ông còn như vậy nữa là tôi sẽ bắt ông đem về luôn. Và tôi sẽ là dùng lửa để mà tôi đốt ông. Tao sợ mày quá. Ông không sợ sao ông hiện ra đây? Ông núp không vậy? Ông dỗ ông bước ra đây. Ông đâu rồi? Không thấy được. Tao ở đâu hỏi chi? Chơi núp không giỏi lắm rồi sao không ra đây, không hiện ra đây. Ông có giỏi không hiện ra đi. Chơi núp ai chơi lại không? Còn nếu mà ông cố tình ông núp hoài á là tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh cho với ông ạ. Mày bước vô nữa là tao quánh mì hơn hôm qua đó. Ông có giỏi ông hiện ra đây, ông đừng có núp mà ông đánh. Ông hiện ra đây đi. Chứ
làm chủ một khu rừng gì mà cứ đánh lén không thì hay ho gì. Bước ra đây. Tao làm gì kệ tao. Còn nếu bây giờ ông không bước ra thì tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh với ông nha. Mày thử thì mày làm đi. Bây giờ nó nấp không à. Bây giờ mình đi ra ngoài này đi. Đi ra ngoài này, ra ngoài trống, khoảng trống này đi. Đây, đây anh. Ra khoảng trống ngoài này đi cái đặt cái máy để anh làm cái thuật hiện thân nha. Rồi, xích ra xíu. Tôi nói lại một lần nữa, ông có chịu hiện ra để giao tiếp với tôi không? Tao không ra. Được, nếu mà ông đã không ra thì bây giờ tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ nha. Bây giờ hai anh em mình sẽ làm một cái nghi thức để mà ấy luôn. Bây giờ mình không có nói là lão ta nghe. Bây giờ là để anh thực hiện nghi thức đi. Hai thằng bay nói gì vừa quỳ vậy? Nói gì ông hỏi làm gì? Tôi hỏi ông lại một lần cuối. Nếu mà ông còn không chịu hiện thân ra để gặp tôi thì tôi sẽ xử trí ông bằng cái biện pháp mạnh nha. Tao thấp mày làm đó. Em thấy không? Kiện chung. Đó, nó hiện ra rồi. Thấy không? Em thấy nó hiện ra không? Đúng rồi. Sao nó thấy mình ta? Sao thấy mình chạy? Bây giờ ông còn nấp được nữa không? Chạy đi đâu? Đứng lại. Sợ hả? Ông giỏi lắm mà, sao ông chạy làm gì? Đâu rồi ta? Đứng đâu? Hai bay đi đâu? Ông chạy làm gì? Ông giỡn, ông đứng lại đây nè. Hôm qua ông ẩn thân, ông quýnh với tôi mà. Bây giờ em đặt cái máy xuống đi. Đang đứng không?
Thì nó quay làm gì? Kìa, chú ổng kìa. Bữa nay ông dỗ ông núp nữa đi. Ê, ê, tên kia rồi. Ủa, nó vừa đây. Ê, 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 chú ổng đi. Chú. Ủa, sao rồi? Anh thấy trưởng, anh thấy trưởng nó té xuống rồi đó. Ổng bị trầm thương rồi đó anh Trung ơi. Lấy cái cam coi. Lấy cái cam. Anh thấy té xuống đó đó. Em kỹ kỹ á. Nè, em cầm cái cam đi. Mới không té thêm rồi đó. Nè, tôi cầm cái máy đi để anh đi. Không, ổng không đi xa lên Trung ơi. Bây giờ là cái chỗ này là bây giờ ổng đâu hiện hình được, đâu hiện biến hình được hả anh Trung? Không, không, tại vì nãy anh dùng cái thực hiện thân rồi. Giờ là hai anh em gái đi kiếm đi, ổng cũng vòng đây thôi hả? Bây giờ là mà mình kiếm là thấy đó, chứ giờ không có được, không có hiện thân được, không có ẩn thân được nữa. Em kỹ kỹ nha. Nhìn nó coi có không? Ủa rõ ràng. Biến nhanh dưới ta. Rõ ràng là mình quấn té xuống rồi mà đâu có trời. Ông biết không đi xa đâu. Ui, cái này càng vô càng rậm anh chúng mình. Ừ, càng vô càng rậm rạp. Cái khu rừng này anh nghĩ chắc không phải còn không phải có mình hắn ta đâu. Để sau, để đây. Bây giờ mình vô mình mới bước tới cửa cái bìa rừng mà đã cỡ này rồi còn trong ruột biết làm sao. Hôm bữa xạo à, sao bữa sao? Nãy em thấy em dọn trắng tươi trời. Ừ, đậu cũng trắng. Đâu mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Cẩn thận nha. Ui, tay càng vô càng ấy. Không, anh đánh trúng lão ta rồi, lão ta yếu rồi. Vô hướng này coi anh. Anh thấy cái này nó đậm đạp hơn nè. Như thế không núp đeo là khó, không núp đeo. Mình có đường mòn vô hay nữa không? Nó bị thù à, không thấy đường đi luôn. Anh từ đi em ơi, cái này mà đi vô đây lỡ có trống chạy không được đâu. Đi qua vòng đây đi. Bây giờ có mấy đây nè, đợi. Cái cánh mình đó còn rậm rạp chứ lắm. Nó có tiêu luôn rồi. Đâu có ẩn thân được đâu mà. Kỳ. Bây giờ mà trong đây có quỷ nào nó hiện ra hết luôn. Không, anh chỉ phân ống, anh chỉ xuất hiện chỗ này thôi chứ đâu có hết khu rừng đâu. Anh làm chứ có một cái vùng nữa mà. Cái vùng lớn mà. Chuyện anh nói cái khúc này nè, khu vực này nè. Cái vùng chỗ mình đang đấu với lão ta nè.
Còn trong nguyên cánh rừng này, nguyên cánh rừng này là rộng lớn lắm, đâu có, mình đâu có làm nổi. Mất tiêu luôn rồi trời. Tiêu luôn rồi. Đã sợ quá chạy luôn rồi. Tiêu rồi đó. Thấy không anh Dung? Hả? Thấy không? Chưa thấy nữa. Nhức đầu rồi không biết. Đâu mất tiêu. Kiếm này giờ cũng hơi mệt đó. Kiếm không có mệt. Cánh rừng này nó quá rậm. Ủa con quỷ này hay thì chứ trời. Rậm quá bây. Mới ra thấy thì mình biết mất tiêu rồi. Ở nhiều khi là hắn lết rồi hắn trốn. Mình không. Mình cũng không có. Không có quỷ đó chắc trầm thương cũng nặng lắm rồi anh chung rồi. Không, anh hồi nãy anh trưởng là muốn hết nội lực luôn á, là ấy nãy giờ kiếm ông đã đời ha, ông chạy đi đâu mà được mà chạy. Cuối cùng thì cũng đã tìm được ông. Tao không phục. Làm gì không phục? Bây giờ tôi nói ông là ông núp lén ông đánh mà bây giờ là ông bảo không phục là không phục sao? Mày chơi gì tao không phục. Chơi dơ hả? Chơi dơ hả? Ai chơi dơ? Dỗ gì thả tao ra. Bây giờ tôi không thả. Mà chẳng những không thả mà tôi còn bắt ông lại luôn. Tôi nhốt ông lại luôn. Ôi. Ngoan cố. Ông là gì vậy? Gì vậy chung? Như vậy, nhìn giống con cá quá. Ông là thuộc loài nào mà ông có cái bộ dạng vậy? Đó là quỷ cá trê. Thật ơi. Cá trê hả? Đó, cá trê mà tại sao mà lại là muốn làm bá chủ khu rừng này? Ông cũng tu luyện lâu lắm rồi hả? Đúng rồi. Ông tu luyện đây bao nhiêu năm rồi? 300 năm rồi. Trời ơi. Sao? Bây giờ ông có phục không? Ông có chịu là để tôi đổ quá chưa? Thả tao ra, tao không phục. Gần ngàn cố. Bắt nó lên vô ơi. Còn nếu mà bây giờ ông không có chịu mà thu phục hồi hướng á, thì tôi sẽ bắt ông để mà tôi nhốt lại. Mày dỗ mày bắt đi, tao không phục đó. Ông đừng hối hận nha. Mày thử làm đi. Được. Bây giờ thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là kim cang nha. Thế nào là thực kim cang nha. Người làm gì ta? Cuối cùng thì cũng đã cho vô hồ lô rồi. Ui. Mà tỏi với gì? Cá trê tinh. Quỷ cá trê. Ở đây mà lại có cá trê tinh mới độc chứ. Ủa im vòng đây không lại còn cái hầm cái hồ người ta mà lên anh đây. Theo như anh nghĩ là con cá trê tinh này nó có thể là nó tu luyện ở dưới mấy cái sông gần đây. Cho nên là cái cánh rừng này thì có lâu đời, nguyên thủy lâu đời rồi. Cho nên là bây giờ là nó lên cánh rừng này nó muốn bá chủ ở đây. Nó đã luyện được thành hình rồi, thành hình người nãy, rồi. Nãy mình anh em cũng quýnh bắt nó quá ha. Hỏi thì còn ai anh em? Còn cái dông hay còn cái quỷ nào không đây không? Bây giờ thì mình nhốt nó vài bữa đi rồi
Không, mà anh nghĩ là trong cái khu vực trong kia, khu vực trong rậm rạp, rậm rạp trong kia còn. Tại vì anh thấy trong đó nó có cái mùi âm khí rất là nặng. Với lại một phần ông này cũng đâu có mạnh gì đâu anh Trung. Cũng... đánh lén không chứ mạnh gì, nãy chứ đánh đó, ủa nãy đánh với anh đằng kia đấu trưởng với anh nó đánh cũng lợi, tại vì anh dùng hết nội lực anh nhào tới anh trưởng nó dội ngược trở lại nó ngã xuống, chứ nói chung là nó cũng không có mạnh đâu. Thôi vậy thì cũng đã tốt rồi, hôm nay bắt được quỷ cái tê. Quý ông bà cô chú anh chị, thật sự thì hai anh em cũng khá là bất ngờ khi là cái con quỷ mà nó đánh hai anh em bữa trước á cả nhà, và nó hăm dọa hai anh em liên tục á, là một cái con cá tre tinh nha cả nhà. Thì không biết là nó ở đây bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà lúc nãy thì nó nói là nó đã luyện 300 năm rồi. Thì nó đã luyện được thành hình người. Nhưng mà nãy như mình thấy khuôn mặt nó là chưa phải không? Chứ nó còn đang luyện hay gì đó. Hình như em thấy còn là hình cái động cá hay gì đó. Anh thấy giống cái động cá quá. Mình cũng chưa xác định được, tại nói vậy thôi mình cũng chưa xác định phải cái tre tinh. Thì lúc nãy cả nhà, thì do là trong cái lúc mà Lê Trung phong ấn nó lại á, thì nó ngoan cố, nó không có chịu hồi hướng. Nó không có chịu để cho Lê Trung là giáo quá giáo quấn đó, độ quá nó. Cho nên là bắt buộc Lê Trung phải dùng hồ lô để mà nhốt nó lại cả nhà. Thì trước tiên thì mình cứ nhốt nó lại giam 3 bữa đi. Rồi khi nào mà cảm thấy cái linh lực của nó giảm đi á, thì Lê Trung sẽ thả nó ra và sẽ độ quá cho nó sau nha cả nhà. Chứ còn bây giờ hiện tại thì hai anh em sức khỏe nó không có nhiều, cho nên là không còn nhiều nữa, cho nên là không có dám mạo hiểm nữa cả nhà. Chứ nếu mà nãy mà mình còn nhân nhượng với nó là nãy chừng bị quánh nữa, bảo đảm luôn. Tại vì nó không phục mà. Nó lúc mà anh bắt anh nhốt vậy mà còn kiếm đường lết ra khỏi cái vòng đó mà. Cả nhà thấy lúc nãy là nó bị đánh mà tới nỗi là hai cái chân của nó là nó đi rất là khó khăn luôn. Nhưng mà nó vẫn không phục. Nó vẫn còn bườn để mà nó kiếm đường nó chạy. Thật sự là cái con quỷ này nó phải là ngoan cố thật sự. Đi làm. Nó không nghe dạy không được. Thôi bữa nay thì hai anh em đến đây thì cũng đã thu phục được cái con cá tre tinh ở trong cái khu rừng này rồi nha cả nhà. Cái gì vậy? Em có nghe tiếng gì không? Không nghe tiếng gì. Đó. 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 Tiếng gì vô. Thôi mình đi, mình kết thúc về đến đây. Không lẽ mai mốt mình quay lại. Không lẽ nó còn nữa rồi. Đó. Thôi cả nhà ơi. Không lẽ là như là anh em hay xui xui lại bọn trời. Không lẽ bọn của nó nữa trời. Thôi, bây giờ hai anh em của Lê Trung sẽ kết thúc video nhanh luôn nha cả nhà. Tại vì hiện tại nó đang phát ra một cái tiếng động rất là dị hợm, rất là ghê rợn cả nhà. Thôi bây giờ hai anh em sẽ lui ra khỏi đây và xin kính chào cả nhà nha. Rồi để bữa khác hai anh em khỏe hơn sẽ quay trở lại từ đây tiếp tục nha cả nhà. Tại hiện tại giờ nó đang phát ra một cái tiếng rất là khó chịu cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video lần sau nha. Thôi nha.